Xin chào các bạn đã đến với Techmag. Trong bản tin TechNews ngày 5 tháng 4 sẽ có những nội dung như sau. Sẽ có nhiều phiên bản Galaxy Note 10 ra mắt vào nửa cuối năm nay. Oppo đăng ký bằng sáng chế có thiết kế màn hình kiểu bố con. Nhóm nhạc EXO sẽ là những người sử dụng mạng 5G thương mại đầu tiên trên thế giới. iPhone 2020 ngậm ngùi lỡ hẹn với 5G. Có tin đồn cho rằng Samsung khá hài lòng với chiến lược chia dòng Galaxy S10 thành 4 tầng sản phẩm khác nhau và rất có thể hãng sẽ tiếp tục đi theo lộ trình này với Galaxy Note 10. Bên cạnh Galaxy Note 10 lớn, tạm gọi là Galaxy Note 10 Plus với màn hình 6.75 inch, công ty cũng sẽ tung ra thêm một chiếc Galaxy Note 10 nhỏ hơn, nhiều khả năng sẽ có tên gọi là Galaxy Note 10 E. Điểm khác biệt lớn nhất của hai phiên bản này chính là hệ thống camera. Cũng theo nguồn tin trên, thì Galaxy Note 10 Plus sẽ sử dụng 6 camera, nhưng mà chưa rõ là sẽ phân bố như thế nào. Có thể là 4 camera ở phía sau và 2 camera ở phía trước, hoặc là trường hợp khác sẽ giống với Nokia 9 Pro, tức là sẽ có 6 camera với 5 camera ở phía sau. Phiên bản Galaxy Note 10 nhỏ hơn được cho là dành cho thị trường châu Âu, được trang bị 5 camera, loại bỏ đi camera TOF. Do đó, Galaxy Note 10 E có khả năng là sẽ kế thừa bộ máy ảnh của Galaxy S10 Plus. Cách đây không lâu, Xiaomi đã đăng ký một bằng sáng chế về thiết kế màn hình kiểu tay thỏ lộn ngược, đã khiến cho không ít các fan công nghệ phải bối rối. Thì đến ngày hôm qua, Oppo đã đăng ký một bằng sáng chế cũng là về thiết kế, đã khiến cho không ít người phải há hốc mồm vì độ dị của nó. Với bằng sáng chế mới, thì Oppo đã nâng tầm thiết kế smartphone lên một mức mới. Cụ thể thì hãng smartphone Trung Quốc đã muốn phát triển một mẫu smartphone với màn hình dạng là thụt thò. Nhấn mạnh đây là màn hình thụt thò chứ không đơn thuần là một hệ thống camera cùng với cảm biến thụt thò trong module. Tức là ngoài màn hình chính smartphone thì có kèm thêm một màn hình phụ thò ra thụt vào ở cạnh trên. Màn hình phụ này sẽ có rất nhiều những chức năng khác nhau, ví dụ như là nó có thể hiển thị thông tin, thông báo hoặc là ứng dụng khác trong khi màn hình chính đang dùng để chơi game hoặc là xem video. Bên cạnh dạng thụt thò thì Oppo cũng đệ trình một thiết kế smartphone mới với màn hình phụ dạng trượt. Tuy nhiên thì thay vì trượt dọc như là Face X thì smartphone này sẽ trượt ngang cạnh của máy. Cũng như thiết kế dạng thụt thò, màn hình phụ dạng trượt cũng được dùng cho nhiều tính năng khác nhau. Nó có thể hiển thị các nút điều khiển giúp cho người dùng dễ dàng thao tác khi chơi game. Tất nhiên thì đây cũng chỉ là những bằng sáng chế thôi, có thể nó sẽ sớm trở thành hiện thực hoặc có thể nó chỉ nằm im trên giấy thôi. Vào ngày hôm qua, ngày 4 tháng 4, ba nhà mạng SK Telecom, KT, LG Uplus tại Hàn Quốc đã mở dịch vụ di động 5G cho những khách hàng sử dụng điện thoại của một hãng điện tử nổi tiếng. Một điều trùng hợp đó chính là nhóm nhạc EXO hiện đang là gương mặt đại diện của nhãn hàng này. Chính vì vậy mà các chàng trai của nhóm nhạc nhà SM là những người đầu tiên trên thế giới sử dụng điện thoại có mạng 5G. Điểm nhấn mới nhất của mạng 5G là siêu nhanh và gián đoạn tín hiệu ở mức tối thiểu. 5G là dịch vụ thế hệ mới được thiết kế với tốc độ nhanh gấp ít nhất là 10 lần so với mạng 4G LTE đang phổ biến trên khắp thế giới hiện nay. Với tốc độ tải về tối đa là 2,7 Gigabit, người dùng có thể tải 8GB dung lượng chỉ trong vòng 25 giây. Với việc có tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh thuộc dạng là top đầu thế giới, Hàn Quốc hiện đang chạy đua với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản để ra mắt mạng 5G. Cho đến hiện nay thì kế hoạch của Apple vẫn là ra mắt chiếc iPhone 5G vào năm 2020, nhưng mối quan hệ ngày càng dông bão với Intel có thể ngăn chặn điều này xảy ra. Nhiều năm nay, Intel đã phải nỗ lực hết mình để trở thành nhà cung cấp độc quyền modem cho iPhone của Apple. Hiện thì nhà sản xuất chip khổng lồ này đã trở thành nhà cung cấp độc quyền modem 5G dành cho iPhone 2020. Tuy nhiên thì hiện tại Intel đang lỡ hẹn cho việc phát triển modem 5G XMM8160 của mình. Dạo gần đây thì Apple đã tổ chức đàm phán với Samsung và MediaTek để cung cấp modem trong ngắn hạn. Samsung cũng đang muốn bán chip modem 5G của mình để sử dụng trên các điện thoại không phải là Samsung. Nhưng mà cả Samsung và MediaTek đều khó có thể cung cấp modem cho iPhone 5G trong năm 2020. Điều đó có nghĩa là iPhone 5G 2020 sẽ dùng chip của Intel hoặc là sẽ một lần nữa lỗi hẹn với Apple. Lựa chọn hợp lý nhất lúc này của Apple đó chính là quay trở lại với modem 5G của Qualcomm, nhưng mà cuộc đụng độ pháp lý giữa hai công ty này đã khiến cho cuộc tái hợp trở lại gần như là bất khả thi trong thời gian ngắn hạn. Vừa rồi là những chia sẻ của Techmag. Cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi đến hết video này. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Techmag.